Annyeong, xin chào các bạn quay trở lại với kênh vlog của Trang Hongmon. Nhiều các bạn mà khi mà các bạn chuẩn bị của Hàn Quốc á, hoặc là các bạn muốn đi du học của Hàn Quốc, rất là cần mình những câu chuyện này thì chẳng có ai kể cho các bạn nghe hết á. Cho nên là hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện mình đã đi làm mà gọi là làm đuổi á các bạn, làm đuổi hoặc là gọi là làm che bao, nói chung là làm gọi nhẹ nhàng kiểu như vậy đấy. Thì ở Hàn Quốc như thế nào? Đó là mình cái một ngày kia, đó là ngày mình qua Hàn Quốc lại. Mình đã ở Việt Nam một thời gian xong mình qua Hàn Quốc lại các bạn. Thì mình cũng rất là cần việc làm, thì mình ở lúc đó là khoảng 2-3 tháng mình qua lại rồi. Thì không có việc làm các bạn, mình đi kiếm đủ quán, mình nhắn tin đủ địa chỉ hết á mà chẳng có chỗ nào nhận hết á. Xong mình đang coi trên cái Abamon, là nghĩa là cái app mà để kiếm việc làm thêm ở Hàn Quốc ấy. Thì mình thấy trên đó nó ghi là tuyển nhân viên phục vụ mà cho kiểu như cái phòng trà đó các bạn. Trời ơi, cái việc này nghe cái tên là quá đã luôn các bạn ơi. Tại vì kiểu như là cái phòng trà mà các bạn nghĩ tưởng tượng là như cái phòng trà acoustic đấy, người ta vô người ta hát. Nó ghi là đúng là như vậy luôn, phòng trà acoustic đó. Xong rồi mình vô phục vụ, xong rồi người ta lên người ta hát, xong rồi mình đi ra bưng nước rồi này nọ thôi. Mình nghĩ là trời, mừng quá trời mừng luôn. Thế là mình gọi điện cho ông chủ. Không, mình gọi điện thì ông không bắt máy. Nhưng mà mình nhắn tin á thì ông trả lời. Xong ông kêu là ừ, có gì đến cái địa chỉ đó đi. Trời ơi, mừng muốn chết luôn chứ. Mình đã ghi là mình là người nước ngoài rồi đó, mà người ta chịu nhận như vậy là rất là khó đó các bạn. Nghĩa là khó lắm người ta mới chịu nhận mình mừng muốn chết. Thế là mình đi chung với con nhỏ bạn. Thì con nhỏ bạn đó hôm đó nó cũng muốn đi kiếm việc làm thêm luôn. Hai anh em mới đi chung với nhau. Đi ra cái chỗ đó thì cái con đường nó nằm ở khúc nào mà kiểu như cái khu đó cũng khu ăn chơi nhẹ nhàng. Nói chung không khu ăn chơi hoành tráng lắm, nhưng mà nó cũng sương sương các bạn, nó kiểu như ăn chơi nhẹ nhẹ thôi đấy. Thì mình đi vào trong đó thì mình đi kiếm hoài luôn cái tòa nhà, xong ngộ quá ta sao kiếm không thấy. Xong tới được cái tòa nhà rồi, xong hỏi ông chủ ơi, tôi tới được cái tòa nhà rồi mà tôi không thấy cái chỗ quán là tên gì hết. Ông kêu là mày đi lên trên lầu trên đi mà mày thấy à. Xong mình đi trên lên lầu trên á thì mình thấy một cái quán, nhưng mà đóng cửa rồi nha các bạn. Cái quán ăn mà làm ở cái lầu là mình thấy nó kỳ kỳ đó. Kêu ủa, ông nói với con nhỏ bạn là ủa sao cái quán này nó làm trong cái quán ăn, quán kinh doanh mà sao nằm trên cái lầu mà cái chỗ này nhìn nó rất là kiểu như là trong khu dân cư, khu người ta ở đấy các bạn, mà sao khu này lại để cái quán cho mày kỳ cục quá. Xong rồi mới mình mới kêu là thôi mình cứ đứng đây mình gọi ông chủ ra để có gì ông phỏng vấn coi chỗ này làm sao, có việc làm là mừng chứ mẹ rồi đó. Thì có các bạn ở Hàn Quốc kiếm việc làm là mừng lắm. Cho nên là mình gọi lại ông chủ, mình kêu là ông ơi, tôi đến cái quán rồi nè, ông đang đâu? Xong ông mới kêu là ủa mày tới rồi đó hả? Mày chờ chút xíu đi, chắc là nhân viên nó sắp tới rồi đó. Xong mình kêu ừ thôi mình ngồi mình chờ. Mà mình ngồi chờ cầu thang khoảng 15-20 phút mà chẳng thấy cái gì hết á. Xong chủ mới gọi lại, ông kêu là thôi mày đang ở đâu đấy? Hay là mày đi qua cái chỗ đi, tao đang ở cái quán này nè. Thì mình nghĩ là ông này giàu ghê, có quán 2-3 quán luôn. Xong mình cứ đi nghe theo lời ổng. Thì ổng dẫn chỉ ra một chỗ nào đó là quán karaoke các bạn. Các bạn biết cái quán karaoke Hàn Quốc không? Nó cũng giống giống karaoke Việt Nam, nhưng mà thì nó sập, kiểu như nó đèn mờ chút xíu. Xong mình kêu là ông này ông đang ngồi hát karaoke trong này hả? Hay làm gì mà ông ngồi trong này chi? Ông kêu mình vô đây họp, vô đây phỏng vấn, cũng kỳ quá. Xong mình cứ nghe lời ông, mình đi vô cái đó. Xong ông mới ngồi đó, ông kêu vô đây, mắc mình vô đây. Xong mình kêu nhỏ bạn là em mình đứng ngoài mình chờ tao ngoài xíu nha. Xong mình đi vô trong rồi đó, ông mới kêu là cái việc này á, nghĩa là cái việc mà phục vụ khách, mà khi khách hát karaoke là mình phục vụ. Xong mình mới kêu là vậy đó hả? Mình cứ nghĩ là kiểu như là người ta tới xong mình tới bưng đồ cho người ta thấy là xong thôi. Nhưng mà sao ông lại kêu là mình ngồi xuống đây đi. Đó. Xong mình nhìn chút xíu, mình kêu, nhìn gì ghê vậy? Kiểu như là nhìn ghê vậy, cha muốn ủa hay gì đó, kiểu như vậy đó. Xong rồi ông cứ nhìn tiếp. Xong thế là sau ông ngồi nói mấy tuổi rồi, xong là tên gì, rồi xong là ghi đủ thứ hết ấy. Nói chung kiếm thông tin của mình. Xong sau đó ông mới đưa cái remote mà để chỉnh nhạc. Ông kêu là biết chỉnh nhạc không, đưa remote đưa cho mình, kêu bấm nhạc thử coi. Mà mình lúc đó mình chưa có đi karaoke nhiều cho nên mình cũng không, chẳng có biết. Mình mới cầm lên mình kêu bấm thử mà không có trúng, không có bấm được. Xong ông kêu là thôi để tao bấm cho. Ông kêu bấm cái này nè. Xong ông kêu là ủa tự nhiên bấm bài cho khách, mình nghĩ là chắc là khách lâu lâu khách vô cái chỗ ngồi đó. Xong mình chạy vô phòng, xong rồi mình giúp khách bấm bài hát, xong khách tự biết rồi khách đi thôi. Xong rồi mình có thể đi thôi, mình cứ nghĩ như vậy. Nhưng thực tế là ổng lại hỏi tiếp là có biết cắt trái cây không? Xong mình mới kêu là không. Cắt trái cây các bạn nghĩa là gọt cái trái táo, rồi gọt hoa quả cho khách ăn đó các bạn. Xong mình kêu có biết. Xong ổng kêu là
cái đó là kỹ thuật, đó là phải biết, phải học đấy nha. Xong kêu ừ, xong sau ông mới kêu là ngày làm được bao lâu tiếng, rồi ngày làm được lúc nào mấy giờ đó. Xong mình kêu là ừ thì nói chung là tôi buổi chiều tối tôi rảnh lắm nên là ông thích kêu tôi lúc nào cũng được. Xong kêu ừ vậy thì ok. Xong sau nó mới ngồi ông nói tiếp là khách này kiểu như là có nhiều khách tới, xong rồi mình phải ngồi chung với họ như các bạn, để bấm nhạc cho họ rồi gọt đồ cho ăn cho họ rồi phục vụ họ. Nghe tới khúc đó là mình nghi rồi, còn biết rồi đó. Nghe tới khúc đó là biết là mẹ ơi, cái này là kiểu như đi là đi đi bán thân đó các bạn. Nghĩa là mình dùng cái thân tấm thân ngọc ngà trong trắng này của mình mà để ngồi giữa một bầy sói vậy đó, kiểu như mình cũng chẳng biết đó là khách nam hay khách nữ hay là bà già hay là mấy ông chú, mình chẳng biết như vậy nữa. Mình cũng rất là sợ, mình kêu là thôi bỏ mẹ rồi, kiểu như là mình dính một cái động là động nghĩ là hay là mình làm luôn đi, tại giờ mình thiếu tiền quá. Mình đã có lúc suy nghĩ như vậy đó các bạn. Mình nên là cái lúc đó mình cũng rất là phân vân lắm, có nên làm hay không có nên làm, chắc người ta cũng chẳng làm gì mình được đâu, tại vì mình ốm nhom nhách ốm tăm teo, ai mà thèm ăn uống gì được mình. Nhưng mà lúc sau ông lại kêu, ông kiếp là sao mà ông mới bắt đầu ông nhìn người mình nhìn, nhìn trên nhìn xuống, sau ông mới kêu là hãy cởi đồ ra tao coi, tao coi cho nó coi cho nó. Ông kêu cởi đồ cho ông coi đó các bạn. Trời ơi nghe tới khúc đó là ba mẹ ơi ai mà dám, trời ơi nghe vậy thôi là thôi chết mẹ thôi, bỏ ra kiếm cách nào bỏ ra ngoài đi. Xong rồi mình mới kêu là thôi không có được đâu, bây giờ có bạn gái tôi ở ngoài rồi, còn nhỏ đi chung, mình kêu là bạn gái bây giờ đang chờ tôi ở ngoài á, nên là để có gì thì ổng hãy liên lạc lại với tôi đi chứ tôi không có dám ở đây nữa. Mà kiểu như là ổng không biết ổng có 3D hay là ổng muốn coi mình như thế nào thôi, nhưng mà mình cũng không có muốn, với lại mình không có tự tin để cởi đồ. Nếu mà body đẹp chắc mình cũng cởi cho ổng xem, con mày xem mày vú nữa con. Nhưng mà mình nghĩ lại thôi, người mình ốm nhom nhách nguyên cái bộ xương nhìn thấy gớm nên là không có dám. Thế là mình kêu ừ thôi bây giờ tôi phải đi ra với bạn gái rồi tôi đi về, có gì ổng hãy nhắn tin lại với tôi nha. Xong cái ừ rồi có gì tao liên lạc với mày. Xong thế là mấy ngày sau rồi ổng thấy thái độ mình như vậy á là ổng không có liên lạc được, không có liên lạc lại chứ phải, không có liên lạc được, ổng không có liên lạc lại nữa, cho nên là cũng rất là mừng là sau đó là ổng không liên lạc được đó. Nhưng mà lâu lâu cũng nghĩ lại là lúc đó cũng có lúc là mình nghĩ là hay mình làm đại luôn đi ta, tại vì mình cũng rất là cần tiền mà. Đấy thì các bạn cũng biết rồi đó, bên Hàn Quốc á cũng có cái ngành gọi là trai ngành gái ngành đó các bạn. Nghĩa là người ta làm ở quán karaoke, khách vào là xong trả 6 man hay là 60.000 won hay là 70.000 won kêu một em vào chơi chơi cái kiểu như này, là nghĩa là ngồi rồi xong sờ mó linh tinh đủ thứ là được làm hết nha các bạn nha. Tại vì mình có quen một anh ảnh đi như vậy rồi, xong anh kể cho mình nghe đó là vào trong đây rồi gọi gói hàng ra, xong rồi gọi cái nào nước nào ra cũng được đó, xong rồi đầu sờ mó lung tung, đó là giá 60.000 một em, còn khi nào các bạn muốn nhu cầu cao hơn nữa thì phải trả thêm tiền đó, đi lâu hơn mà phải trả thêm tiền đó chưa. Nên là khi mà các bạn qua Hàn Quốc ấy, đặc biệt là các bạn gái khi mà các bạn đi xin việc làm thêm ấy, hãy cẩn thận với một số trường hợp như vậy. Mình là con trai này các bạn mà mình còn gặp trường hợp như vậy thì các bạn gái các bạn rất là hay gặp trường hợp như vậy đấy. Và đặc biệt là khi mà mình lại là những người mà rất là cần tiền nữa, cho nên là mình sẽ bị cái suy nghĩ đó rất là cám dỗ. Chính mình bản thân mình đây mình thấy đó là một cái số tiền rất là lớn đi làm thêm như vậy đấy. Mà lúc mà mình suy nghĩ mình yếu lòng như vậy thì rất là nguy hiểm các bạn. Mặc dù là các bạn có thể kiếm được nhiều tiền trong cái công việc đó, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn, và sau này lỡ các bạn mắc bệnh hay gì đó thì sao. Với lại mà lỡ ba mẹ các bạn biết các bạn qua đây mà kiếm tiền như vậy thì ba mẹ các bạn cũng rất là buồn đó. Cho nên là mình hy vọng đó là tất cả các bạn khi mà qua Hàn Quốc các bạn hãy né công việc đó ra. Công việc đó là kiểu như mình không có ủng hộ cái công việc đó lắm, nhưng mà mình cũng không có phản đối. Đó là cái quyết định của các bạn thôi, các bạn muốn thích làm việc đó mà các bạn muốn có tiền hoặc là gia đình các bạn khó khăn ấy thì vẫn có rất nhiều công việc khác các bạn ạ. À, mình có rất là nhiều các lựa chọn, nhưng mà các bạn nếu mà các bạn lựa chọn cái con đường đó thì thật sự nó rất là nguy hiểm cho các bạn và nó không có tốt lắm các bạn ạ. À, hãy cố gắng qua Hàn Quốc ấy, mà các bạn nên kiếm những công việc mà nó như là phục vụ rửa chén, mặc dù nó hơi phức tạp nó hơi mệt chút xíu, nhưng mà các bạn phải cố gắng đi. Và đặc biệt là những các bạn mà sắp qua Hàn Quốc ấy thì các bạn đừng có mơ tưởng về một cái cuộc sống màu hồng, hay là qua đây mà kiểu như là đi làm xong rồi đi về nhà xong đi học này nọ là các bạn sẽ kiếm được tiền gửi về gia đình, cái điều đó là không có đâu đó. Cho nên là các bạn đừng có mà suy nghĩ quá nhiều và các bạn đừng có đặt hy vọng quá nhiều. Thứ nhất là cái bản thân mình phải giỏi trước đã, và mình phải có thật nhiều sức khỏe để khi mà qua Hàn Quốc á các bạn sẽ không có bị những cái vấn đề như vậy, nó sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của các bạn hen. Ok, và nếu các bạn tò mò sau này mình sẽ làm những công việc gì nữa thì các bạn nhớ xem.
và đón xem cái series theo dõi mình sau này nữa nha. Bye bye, tạm biệt các bạn.